Chào các bác nha, chào anh em ở mọi miền Tổ quốc. Thì đây em sẽ quay video những sản phẩm mà hỗ trợ anh em chơi audio cũng như là nghe nhạc. Đây là những con vang là dòng FX10 chính hãng, bên em phân phối cho các bác, được khảo phân phối và phục vụ các bác. Như những sản phẩm này nó có đầy đủ chức năng, có tem nhập khẩu đàng hoàng và đầy đủ tính năng Bluetooth, USB, cổng quang, cổng coaxial out. Và con này là nó rất là hay nha, anh em có thể làm DA, dòng này ra tiếng rất là ấm, DA rất là ấm. Khi hàng đi thì con này trên 2 triệu một tí thôi. Có, em sẽ tặng cho anh em một bộ dây quang tốt nha, dài 1,5 m. Bộ này bộ bạc này, còn một bộ loại nữa là loại tốt hết nha, không tặng. Và những cái dòng dây quang nó rất là quan trọng nha, nó là truyền dẫn tín hiệu, nên là gửi cho anh em là một bộ dây quang tốt và bộ dây AV để điều hướng luôn này, và lăng ra AV cũng là tốt luôn. Thì sáng nay đi 5-6 con vang gì đấy á, gửi cho các bác và một số dây loa, cũng như là bộ dây quang Yapo đi rất là nhiều, bộ dây loa này. Và sáng nay đi 2 bộ Acouphone, dòng Acouphone 40TH hàng chuẩn nha, hàng này ship Nhật về đây, giá bên em bán cho anh em là 2,8 triệu nha, không ở đâu bán rẻ hơn ra đây đâu nha. Chủ yếu anh em là mua giá tốt thì anh em mua. Đây là những bộ dây Furutech, sáng nay đi cho các bác là 4 bộ này, một bộ da bạc. Sáng nay đi 4 bộ da bạc da monitor. Rất là nhiều, và những bộ dây loa bãi monitor M2.4 và M2.2. Trong vòng ngày mai hàng sẽ về, tiếp tục về về những bộ dây loa Acouphone mà đợt trước em có về đấy. Bộ 4 5 triệu, bộ 7 triệu, 8 triệu cũng có nha. Rất là nhiều. Và mọi chi tiết mua hàng anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại phía trên màn hình. Vâng, thì em còn nhiêu đây thôi, được trước về được mười mấy con, bây giờ còn đây một con, là còn vài con thôi anh em, không còn nhiều. Dây loa cũng thế này, bộ này là về hôm qua này, chiều sáng cho này, sáng bộ này ở trong cái công Nhật về, lõi bạc hết rồi này, bạc hết. Bộ này chẳng biết bán giá sao nữa, tại nó nằm trong công nên thử ở tác âm thôi, tại dây này dây bạc không à, loại bạc hết rồi. Dây rất là đẹp nha, rất là dẻo luôn, 2,5 m hay là 3 m gì anh em. Anh em yêu sản phẩm nào thì cứ alo cho em nha, sáng nay em đóng hàng rồi gửi đi cho các bác. Thì anh em ở mọi miền Tổ quốc đặt hàng thì nhờ chờ nhận hàng nha, tầm 2-3 ngày thì nhà hàng sẽ tới tận nơi tận nhà. Rồi, cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Rồi, thân ái chào các bác, hẹn gặp anh em ở video kế tiếp.